Ok, vậy là tổ đội của mình cũng đã lắp ghép hoàn thành xong cái bộ sản phẩm giữa Marada và Susano của hãng Top Studio. Và ngay bây giờ mình sẽ đánh giá cụ thể chi tiết cái bộ sản phẩm này luôn nhé. Cái bộ sản phẩm các bạn đang xem là trong cái series line của hãng Top Studio về dòng họ Uchiha và Susano. Thì cái sản phẩm của hãng Top lần này thì làm về nhân vật Marada. Trước đấy thì về những nhân vật như kiểu là Sasuke này, Uchiha Itachi này, Shisui, Kakashi. Kakashi thực ra là có ké của nhân vật Obito, nên là tính luôn là cũng là một Susano, nó không liên quan Uchiha lắm. So với cả những cái nhân vật Susano và những cái nhân vật về dòng họ Itachi, Uchiha trước ấy, thì cũng không có nhiều sự khác biệt lắm. Đó chính là cái sự sản xuất mô hình này của hãng Top thì nó vẫn mang cái phong cách cũ, đó chính là một phần bay và viền ở giữa là những cái biểu trưng của bộ phim Naruto. Hình kiểu là hình con mắt, và đằng giữa trước là cái logo biểu tượng tên của nhân vật bộ sản phẩm này, đó chính là Madara. Ở bên trên thì vẫn như những cái series trước thì nó là nhân vật chính, đó chính là Madara, và đằng sau lưng của nhân vật chính sẽ là tượng Susano. Rất là to, rất là khổng lồ. Kiểu dáng thì so với cả những sản phẩm trước thì nó cũng rất là đặc trưng thôi. Một nhân vật chính sẽ cầm vũ khí, như là Mara ở đây thì sẽ cầm bộ vũ khí là cái quạt ba tiêu này và cái lưỡi hái. Đấy. Còn Susano thì sẽ cầm những cái vũ khí đại diện cho chính cái Susano đấy. Đó chính là những cái thanh, như là Susano của Mara này thì sẽ cầm những cái thanh kiếm rất là to. Hai tay hai kiếm. Và hai cái tay, cái cánh tay đằng sau nữa thì nó cầm hai cái bao kiếm. Đây là một trong những cái Susano mạnh nhất trong cái hệ Susano của dòng họ Uchiha. Trước đây thì cũng đã có những cái hãng đã từng làm về nhân vật giữa Madara và Susano kết hợp kiểu này rồi. Đó là những hãng như là SG này, Cottonwood và hãng hãng Hex Studio. Hãng Hex thì họ có mua bản quyền nên là cái giá trị sản phẩm nó rất là cao. Bù lại thì họ làm cái sản phẩm nó khá là ok. So với cả phần còn lại thì mình đánh giá là có hãng Hex thì nó có nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà dạng toàn thân full người như này thì chỉ có hãng Top thôi. Hãng Top thì họ làm full tất cả từ đầu đến chân luôn. Cái màu sắc của Susano ấy thì mình đánh giá là mỗi hãng họ làm một kiểu màu khác nhau. Ví dụ như hãng Top này thì họ làm mức xanh đều này. Còn ví dụ SG thì họ làm đậm hơn. Còn cái hãng Hex mới đây nhất ấy, thì họ làm kiểu màu sáng hơn một chút. Về cái phần bay của cái bộ sản phẩm mà các bạn đang xem thì nó cũng ở mức cơ bản thôi. Nó là những cái phần đất đá như bình thường. Và xung quanh là những cái effect của Susano. Đây là những cái đường như kiểu đường vệt chém kiếm. Đấy. Đôi cánh thì mình đánh giá là nó cũng rất là đẹp. Nhưng cảm giác là so với người thì nó hơi nhỏ một chút. Trước đây thì nhân vật Itachi của Top thì cũng có một cái lỗi rất là lớn. Đó chính là cái bàn tay nó rất là to so với người. Nhưng mà đánh giá Madara này thì họ làm có vẻ hoàn thiện hơn. Về cái kiểu dáng bay này, kiểu dáng ra chiêu của Madara này thì cũng rất là ổn. Về phần khuôn mặt thì mình đánh giá nó cũng khá là tốt. Đánh giá của mình thì tổng quát là 9 trên 10 so với cả trên phim. Nếu các bạn đã theo cái series line của hãng Top này thì mình nghĩ là nên gom đủ luôn cho nó cùng bộ, nhìn cho nó chất lượng. Tại vì cả cái gia tộc Uchiha này thì chỉ có khoảng 5-6 người có cái skill Susano thôi. Nên là nếu mà trưng bày cùng thì nó rất là hoành tráng. Mặc dù cái bộ sản phẩm này nó cũng rất là đẹp và ổn, nhưng mà theo như mình đánh giá là họ vẫn có một số điểm yếu nhất định. Ví dụ như là cái màu sắc ở cái phần thân này, phía sau lưng này, thì nó lộ rõ những cái khớp. Tại vì họ làm trong quá, cái màu sắc nó chưa đủ xanh, nên là có thể nhìn rõ những cái khớp to bên trong thì nó cảm giác rất là thô. Và nếu mà nhìn từ đằng sau này sẽ cảm giác rất là không hài lòng. Và từ đằng trước thì nó sẽ khó nhìn hơn tại vì nó có cái cặp tay che mất rồi. Thế là mình nghĩ là đã làm thì họ sẽ làm màu sắc chỗ này nó cần phải xanh hơn chút và để khó nhìn hơn. Và tiếp theo nữa là mặc dù cái bộ sản phẩm này thì họ làm rất là nhiều rồi, nhưng mà có một cái đặc điểm chung là từ những cái CD để đầu là gần như là không có LED. Có nghĩa là một cái bộ sản phẩm về nhân vật Susano khá là to và hoành tráng này, họ chỉ cần làm một cái gì công tắc đằng sau này, hoặc là họ làm một cái đèn chế thế nào mà từ cái phần đằng sau đẩy lên mà đèn sáng toàn bộ thì nó sẽ đẹp và lung linh hơn. Susano thì rất là to nhưng mà lại không có đèn để làm cho nó rực rỡ cái bộ sản phẩm hơn. Đây cũng là một cái mình chưa hài lòng về hãng Top này. Về màu sắc của nhân vật Susano thì mình giá là tạm ổn thôi. Còn Madara thì tổng quát là bộ quần áo làm khá là đẹp, nhìn nó khá là mới. Nhưng mà trong một cuộc chiến thì mình nghĩ là
nên làm những cái kiểu màu nó kiểu nó cũ cũ hơn chút và cần thêm nhiều shading hơn. Cái bộ sản phẩm các bạn đang xem có tỷ lệ chiều cao là 59 phân, chiều rộng là 60 phân và chiều sâu là 51 phân. Cái bản các bạn đang xem thì có tỷ lệ size là 1:8. Nói chung là nó đồng size với cả những cái bộ sản phẩm lúc trước trong cái series live về nhân vật Susano. Và ở đây họ có tặng kèm thêm cho một cái thẻ bằng thẻ cạt bằng kim loại nữa, có đánh giá đánh số bản là 388 bản các bạn. Ok, vậy là cái phần đánh giá cụ thể cái bộ chi tiết sản phẩm giữa Marara và Susano tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ like, share, subscribe quan trọng hơn là đặt hàng để ủng hộ shop của mình nhé. Bye bye.